Thôi chào bà con cô bác, mình kêu kêu thì trực tiếng ngồi Thì đó không? không chút xíu thôi, ngắn gọn thôi nè. Đọc 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 cái này nè, đọc cái này nè. Xét xử đường dây chạy Đại vào đại học rúng động nước Mỹ. Ai da, chạy ông vô biết đại học kiếm mấy gì chú tốn đâu bà, ta. ông biết mấy chú ba, à mấy chú ba nhà tôi không biết có ai có ý kiến về cái điều này không. Rồi trước thế này mọi người, sẵn không gian đây thì trước khi kết thúc cái live thì tôi quan xin phép sẽ chia sẻ đọc cho mọi người nghe về cái nội dung của bài viết này, và sau đó sẽ đăng lên ha, là up lên để cho mọi người cùng có tài liệu tham khảo chơi cho vui. Rồi, xét xử đường dây chạy vào đại học rúng động nước Mỹ. Cựu huấn luyện viên từng giúp đội tuyển bóng nước Đại học Nam California giành đến 16 giải quốc gia, ghê chưa, sẽ bị tuyên án trong phiên tòa tháng tới. Bà Rachel Rowling, công tố viên bang Massachusetts, cho biết đây là những bản án cuối cùng của vụ án chạy điểm vào đại học gây rúng động nước Mỹ năm 2019. Phiên tòa xử Mark Rydell, cựu giám thị một trường điểm ở Florida, Mỹ, và Jovan Vavik, cựu huấn luyện viên bóng nước cấp quốc gia từng công tác tại Đại học Nam California, đã kết thúc vào ngày 8 tháng 4 vừa qua. Ông Mark bị kết án 4 tháng tù, phải nộp 240.000 USD tiền phạt và bị quản chế 2 năm vì tổ chức thi đại học hộ hàng loạt học sinh con nhà đại gia. Còn ông Jovan đã bị tòa kết tội lừa đảo và nhận 250.000 USD tiền hối lộ để làm giả hoạt động ngoại khóa cho hàng loạt học sinh. Cuộc điều tra năm 2019 đã vạch trần hành vi tham nhũng trong quá trình tuyển sinh đại học tại những ngôi trường hàng đầu thế giới như Yale, Stanford, Georgetown. Nhiều bậc cha mẹ giàu có như diễn viên chính của phim Những Bà Nội Trợ Kiểu Mỹ, Felicity Huffman, nhà thiết kế Massimo Zanulli và vợ là ngôi sao truyền hình Mỹ Lori Loughlin đã phải nhận án tù do bỏ tiền làm giả hồ sơ ứng tuyển đại học đẹp như mơ cho con học, hoặc làm giả một cách trắng trợn những thành tích hoạt động ngoại khóa của các cậu ấm cô chiêu. Rick Tinger là ai? Sau nhiều năm kinh nghiệm trong ngành giáo dục, Rittinger quyết định mở một công ty tư vấn tuyển sinh đại học tại Los Angeles vào năm 2008. Công ty có những gói dịch vụ thông thường như sửa hồ sơ, bài luận hoặc ôn thi cho học sinh. Tuy nhiên, nếu các bậc phụ huynh có nhu cầu thì Rick sẽ giúp đỡ các em học sinh bằng cách tổ chức thi hộ hoặc móc nối với các huấn luyện viên biến chất ở các trường đại học để đưa các em vào trường dưới tư cách sinh viên có năng khiếu thể thao. Sau một năm thử nghiệm, Rick nhận thấy đây là một cách kiếm tiền cực kỳ dễ dàng và hắn ta quyết định mở rộng địa bàn đến khu nhà giàu Brentwood ở Los Angeles. Bằng kinh nghiệm kinh doanh và quản lý tài chính từ trước đó, ông này được mời làm diễn giả ở nhiều hội thảo, và tại đây Rick đã làm quen với nhiều bậc phụ huynh khá giả có con đang học trung học phổ thông. Một khi đã thân thiết, ông ta sẽ khéo léo khoe về những mối quan hệ của mình với hàng loạt huấn luyện viên ở những trường đại học hàng đầu quốc gia và khẳng định hắn có thể đưa những cậu ấm cô chiêu ham chơi lười học vào những ngôi trường danh tiếng nếu như các bậc cha mẹ chịu chi. Khách hàng đầu tiên của Rick là ông Grant Wordsham, đồng sáng lập và giám đốc quỹ đầu tư trị giá 1,5 tỷ USD của tập đoàn Summa Group.
Sau khi các con của Rand nhập học trường trung học phổ thông Buckley School, ông ta tham gia hội đồng quản trị trường và dưới sự hướng dẫn của Rick, ông ta thành lập một tổ chức từ thiện tên Sumarup Children. Theo như hồ sơ kiểm toán của quỹ đợt, của quỹ, thì từ năm 2008 đến năm 2017, quỹ này chỉ thi thoảng quyên góp những khoản tiền nhỏ cho một số câu lạc bộ thể thao trẻ tại Los Angeles. Vào mùa hè năm 2017, khi các con của Rand đang chuẩn bị hồ sơ ứng tuyển đại học, ông ta bất ngờ đổi tên quỹ thành quỹ Ban Danh và bổ nhiệm Rick vào ban quản lý quỹ. Quỹ Ban Danh và các hoạt động từ thiện do những phụ huynh giàu có bỏ tiền ra chi trả trở thành điểm sáng trong hồ sơ hoạt động ngoại khóa của các con Rand và vô số học sinh có điều kiện khác. Ngoài ra, các phụ huynh cũng trả tiền cho Rick dưới hình thức đóng góp cho quỹ để che mắt pháp luật sau khi các con đều đổ vào các trường đại học hàng đầu cả nước. Rand vô cùng sung sướng và quảng cáo dịch vụ của Rick đến hàng loạt gia đình ở những ngôi trường tư thục đắt đỏ như vùng Renwood, Campbell Hall, Archer, Oakwood. Khi mánh lới từ thiện của các khoản đóng góp hào phóng của gia đình cũng không thể cứu nổi bản điểm của các khách hàng nhí, Rick sẽ làm giả hoàn toàn hồ sơ ứng tuyển của các em hoặc tổ chức thi hộ. Đầu tiên, gã sẽ tư vấn cho học sinh và cha mẹ yêu cầu nhà trường xem lại điểm những bài kiểm tra trong năm của học sinh với lý do giáo viên chấm điểm không công bằng. Theo như Rick, do những học sinh này chỉ khiếu nại để được lên từ 3 đến 4 điểm trên thang điểm 100, các giáo viên cũng sẽ chấm lại và thường các em sẽ được nâng điểm. Thực ra, Rick đã tính toán rất kỹ. Chỉ cần điểm mỗi bài kiểm tra cao hơn một chút là điểm trung bình của các em sẽ được cải thiện và hồ sơ của những học sinh này sẽ đẹp hơn. Sau đó, Jack sẽ bỏ ra khoảng 4.000 đến 5.000 USD để mua giấy chứng nhận bệnh mãn tính cho các học sinh và các em sẽ nhận được hỗ trợ đặc biệt khi đi thi SAT hoặc ACT, như được thêm thời gian làm bài hoặc được đưa y tá vào thi cùng. Tiếp theo, Rick sẽ yêu cầu gia đình bày ra một lý do gì đó để con cái họ có thể đi thi ở những thành phố khác. Phần để tránh gặp người quen và gây nghi ngờ. Phần để các em có thể tham dự kỳ thi ở những trường thi nằm dưới quyền kiểm soát của Rick. Khi kỳ thi đã kết thúc, Rick sẽ thuê giám thị sửa bài cho các em để chúng có thể đạt số điểm trong mơ mà không cần phải học hành chăm chỉ. Thủ đoạn của Rick đã giúp một số thí sinh tăng 10 điểm trong bài thi ACT và khoảng 100 điểm trong bài SAT. Một trong những khách hàng sộp nhất của Rick có lẽ là diễn giả kim nhà văn Jane Buckingham. Jane là giám đốc một công ty truyền thông lớn, tác giả của chuỗi sách dạy kỹ năng sống, đã được dựng thành phim truyền hình, diễn giả ăn khách thường xuyên xuất hiện trên những các kênh truyền hình quốc gia. Bà nổi tiếng vì phương pháp dạy con hiện đại, luôn khuyên bảo phụ huynh không được thúc ép con, mà nên tạo không gian để con tự lớn. Thế nhưng, đối lập với những triết lý hào nhoáng này, Jen lại bỏ ra hàng trăm nghìn USD để đưa cậu con trai Jack vào Đại học Nam California. Rick khuyên Jen nên đưa con trai đi tiểu phẫu vòm họng khi kỳ thi chuẩn bị diễn ra và phao tin với một số phụ huynh khác là cậu bé được phép thi ACT trên máy tính tại nhà do chưa kịp hồi phục sức khỏe. Trên thực tế, Rick đã chỉ đạo Mark Riddell, một cựu sinh viên xuất sắc tại Harvard và thầy giáo luyện thi ACT có tiếng, thi hộ cho Jack. Đó chỉ là một trong hàng chục lần Mark thi hộ cho những học sinh của nhà giàu. Nhưng
học kém, và anh ta luôn cố tình bỏ lại chỉ một câu hỏi để kết quả trông không quá đáng ngờ. Với số điểm ấn tượng, Jack đổ vào trường đại học Nam California, và vài tháng sau, Jen lại có ý định bỏ thêm vài trăm nghìn USD để đưa con gái Úc Lilia vào đại học một cách bất chính. Một khách hàng khác của Rick là doanh nhân Maury Stockbin, con gái của Maury là Kate, học sinh tại trường trung học phổ thông tư thục Marlborough. Theo mô tả của bạn bè, Kate là một học sinh đứng đầu trường và là ngôi sao trong đội bóng đá nữ. Thế nhưng với Maury, một cựu sinh viên Yale, chừng ấy vẫn chưa đủ để con gái mình được nhận vào Yale, và ông ta quyết định tìm đến Rick Tinger. Lúc này đã là một ngôi sao trong giới luyện thi ở Los Angeles, Rick đã móc nối với Randolph Meredith và huấn luyện viên đội bóng đá của trường, và đưa cho Randolph gần nửa triệu USD để giúp khách vào trường với tư cách sinh viên thể thao. Sau khi được nhận vào Yale, cô bé đã ngay lập tức khoe tin vui trên mạng xã hội, nhưng rất nhiều phụ huynh trong trường tỏ ra nghi ngờ. Vì theo họ, thành tích của Kate vẫn chưa là gì so với yêu cầu gắt gao của ngôi trường hàng đầu thế giới này. Gia đình Kate phản pháo rằng học sinh trong trường đang ghen tị với thành công của cô bé, và tin đồn sớm rơi vào quên lãng. Vẫn sử dụng chiêu bài này, Rick đã đưa Matthew Grant, con trai của kỹ sư giàu có, vào đại học. Lần này, chiêu lừa của hắn còn trắng trợn hơn gấp bội phần. Rick yêu cầu Matthew mặc trang phục thi đấu bóng nước, chỉ đạo một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp chụp một bộ ảnh cậu bé ở bể bơi, và thuê người photoshop bộ ảnh thành một trận thi đấu thực sự. Dĩ nhiên, Rick cũng lót tay huấn luyện viên ở trường đại học một khoản hậu hĩnh, và cậu bé Matthew trở thành sinh viên năng khiếu thể thao mà chưa hề tham gia một trận bóng nào trong đời. Tên tuổi phù thủy của Rick Tinger càng lúc càng được biết đến trong cộng đồng nhà giàu tại Los Angeles, và hai nữ diễn viên nổi tiếng là Felicity Huffman cùng Lori Loughlin đã tìm đến để hắn giúp các con đỗ đại học. Đường dây chạy điểm bại lộ. Những tưởng âm mưu tinh vi của Rick sẽ qua mắt được tất cả, nhưng cô giáo Julia Taylor-Watt, một giáo viên công tác tại trường Buckley School, đã nhận ra những điểm bất thường vào mùa tuyển sinh năm 2017. Tháng 12 năm 2017, bộ phận tuyển sinh trường đại học Tulane đã gọi cho cô Julie và báo tin mừng rằng họ sẽ nhận em Eliza Brad, một thiên tài tennis da màu và con út trong một gia đình nghèo, có bố mẹ chưa học hết trung học phổ thông. Cô Julie vô cùng sửng sốt vì Eliza Brad là một cô bé da trắng, con gái của ông Adam Brad, một luật sư giàu có, kiêm thành viên hội đồng quản trị trường Buckley School. Tin rằng có thể trường Tulane đã nhầm lẫn, cô Julie đã liên hệ với hai trường đại học khác mà Eliza cũng trúng tuyển và nhận lại trong thông tin tương tự. Sau khi sự việc bại lộ, Adam Rath vẫn khẳng định rằng một nhân viên của công ty tư vấn tuyển sinh của Rick Tinger đã tự ý đăng nhập và chỉnh sửa hồ sơ của Eliza. Tuy nhiên, cuối cùng ông ta cũng phải thừa nhận rằng mình đã nhờ Rick ngụy tạo một hồ sơ ứng tuyển đại học lung linh cho cô bé và hối lộ huấn luyện viên tennis của trường đại học Gastown là ông Gordon Earl. Tuy Eliza một mực thề thốt rằng cô bé không biết gì về việc Rick đã làm giả hồ sơ ứng tuyển của cô, cả ba ngôi trường đồng loạt hủy bỏ kết quả của Eliza và cô bé phải tự mình ứng tuyển vào một ngôi trường khác. 4 tháng sau đó, doanh nhân Maury Stockbin bị bắt giữ vì tội lừa đảo chứng khoán, đã khai nhận nhiều tình tiết giá trị và đường dây chạy điểm này để được khoan hồng.
Nhờ vào lời khai của Mori, FBI đã tiến hành điều tra đường dây này. Sau đó, Mori chấp nhận đeo máy ghi âm, hẹn gặp Meredith, một đồng phạm của Rick. Từ đó, FBI dành một năm điều tra hắn và tiến hành bắt giữ ông trùm vào mùa hè năm 2018. Để được khoan hồng, hắn khai ra tên tuổi của tất cả 33 khách hàng cũng như cung cấp một loạt bằng chứng quan trọng. Và kết quả là vào năm 2019, FBI đã có cơ sở bắt giữ hơn 50 người, bao gồm các huấn luyện viên, giáo viên luyện thi và những phụ huynh liên quan đến đường dây. Ngoài Rick Tinger, hiện vẫn đang chờ xét xử, đa số các bị cáo chỉ phải đóng tiền phạt và chịu án tù từ vài ngày đến vài tháng. Nhưng con cái của họ phải đối diện với những hậu quả nặng nề. Đa phần các em bị đuổi học hoặc phải tự bỏ học vì xấu hổ với bạn bè. Hàng loạt các trường đại học cả nước buộc phải xem lại danh sách sinh viên trúng tuyển trong những năm trở lại đây và nỗ lực khôi phục hậu quả sau vụ bê bối giáo dục gây chấn động này. Đó, đó là một cái bài mọi người nghe có cảm giác gì không? À, thì trước khi thời quang xuống cái live đó, thì mọi người cũng thấy rồi ha, cái này ở Đức Hòa, ở Mỹ đến với chú ba đó thì làm gì có trải điểm, làm gì có hối lộ, làm gì giả hồ sơ. Rồi để cái bài này thời quang sẽ chia sẻ lên tường ai cũng muốn vào. Nói đi em chốt một câu thế này. Ở Mỹ thứ gì cũng có. Đúng rồi, như việc ra ở Mỹ nói. Thứ gì cũng có. Ủa, nói Việt Nam mày có rồi, ở Mỹ tao không có đâu mày. Từ khi dễ nước Mỹ của tao hoài hả? Mỹ đế à. Mỹ thứ gì cũng có hết trơn. Dàn nhạc giao hưởng mà hoành tráng nhất thế giới ở đâu? Ở Mỹ. Trời ơi, ghê lắm à. Muốn mày xin vô được cái bang đó là cái biên chế của dàn nhạc giao hưởng phải giỡn đâu. Rồi, anh em mình kết thúc ở đây ha. Ok. Rồi, chào hết mọi người. Rồi. Ok, và cảm ơn ông Dương rất là nhiều nha. Dạ. Giải nước Mỹ đế của tao hoài. Đâu ai giống khi đâu bố. Ok, cảm ơn nông dân rất là nhiều và cũng cảm ơn mọi người rất là nhiều đã tham gia cái buổi live tối nay. Và thời quang xin phép là sẽ dừng buổi live.